Em à, xin kính chào các bác nha, rồi đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là một món nồi cơm 1 lít 8 sử dụng cho mình tầm 5 đến 8 người, nấu 5 đựng 5 bát gạo cho, với cái mẫu là Panasonic, mã SG khoảng cách HX 182. Thì mẫu nồi lớn bác nào mình đang có nhu cầu thì cứ xem kỹ mẫu này mình mua để sử dụng nha. Nào mình có công nghệ cao tầng IH nó cơm rất là ngon, thì em quay rất là cận cảnh, bác nào có nhu cầu thì cứ xem kỹ giúp em đó. Nồi đẹp không cắn mớp gì hết nha các bác, sản xuất vào năm 2012, em đi vào thông số các bác xem thì năm 2012 là năm sản xuất. Nồi mã 1 lít 8 điện áp 100, các bác xài 110 vẫn được, công suất 1400 thì các bác xài ổng áp 2000 cho em nha, giá 550.000 hiện tại em đang bán nha. Ổn áp thì cục đối nguồn điện 3000W thì em đang bán giá là 700. Bác nào đang có nhu cầu kênh bác liên hệ giúp em qua số điện thoại trên màn hình. Nói chung là nồi này khá là đẹp luôn các bác, chỉ có cái mẫu này thôi mới có son đá vàng mã đồng thôi nghe các bác. Những cái mẫu này nó thuộc là cái phân khúc nó còn được cái phần là cái của Natinan, là cái son đá vàng mã đồng. Nồi này có công nghệ cao tầng, nó cơm thì rất là ngon. Thì bên trong đây các bác đồng rất là đẹp, có là bọc cái inox cho mình luôn, là cho nó sạch mình lau chùi cũng dễ dàng vào cái gon. Đây hàng này là dùng lưới của Nhật cũng các bác, nhưng còn rất là mới đẹp, gon xanh mướt. Trong hàng 1 lít 8 nó cũng về cũng ít các bác, tại vì bên Nhật người ta đa số lít người lòng rất là đẹp luôn rồi các bác nè. Qua cận cảnh cho các bác xem nè, bao đẹp cho các bác, đặc biệt là son đá vàng mạ đồng, thừa hưởng được cái công nghệ làm son của hãng Nati. Thì công nghệ làm son này nó đắt đỏ các bác, thì sau này Bana nó không còn làm những cái son thế này nữa đâu các bác, chỉ có dòng Natiunan, chứ có những cái dòng mà nó mới mua lại cái hãng rồi nó còn sản xuất thôi. Có thấy đẹp không? Em bao đẹp từ trong ra ngoài nha. Mẫu này là hàng dụng lướt, hàng em tuyển chọn cho nên còn rất là đẹp. Giờ bác mình mua hàng thì lưu ý giúp em nha. Hàng Nhật thì điện 100 và 110W, không cắm được điện 120 và điện 220. Lưu ý giúp em là như vậy. Rồi bây giờ thằng cắm điện báo giá, em đã cắm điện vào nha các bác. Thì em giới thiệu các bác sơ những cái nút để các bác sử dụng. Các bác muốn xài chi tiết thì em sẽ có video riêng, thì ở đây em chỉ hướng dẫn các bác những cái cơ bản để mình sử dụng và mình biết nồi được hoạt động ok là như thế. Nhờ chỉnh chế độ nấu đó các bác, chỉnh được bấm nút nấu cho em. Thì em đang chỉnh chế độ cơm ngon cho các bác nè, là 55 phút không nấu các bác tắt cho em, nấu sôi nấu cháo thì bấm vào đây nè. Thì mỗi cái chức năng thì nó sẽ hiển thị cái mức nấu khác nhau, thì theo cái khung giờ thì nồi Nhật nấu càng lâu nấu cơm càng ngon. Thì nồi là ngâm gạo ở nhiệt độ là 30 độ C, 40 độ C, từ từ nó mới là nấu, cho nên là hạt cơm nở đều thơm ngon. Này là nấu sôi, nấu sushi, nấu cháo, nấu gạo lứt không dơ, gạo lứt nảy mầm. Rồi mình chở một vòng là nấu cơm mềm, cơm dẻo đó. Cái đầu tiên là nấu tiết kiệm điện nha các bác, nó cứ tiết kiệm điện là 44 phút đó. Giờ có nấu nhanh thì tầm 30 35 phút, nấu nhanh thì đây nè, em sẽ có video hướng dẫn cho các bác nha. Thì em chỉ nói sơ lược để các bác biết những chức năng cơ bản các bác nấu. Nút hâm cơm, bấm gì nó nổi số 0 là hâm cơm nha các bác. Bấm thêm cái là hâm nóng, hâm ấm và hâm nóng. Thì có nút chờ 5 phút và nó có hẹn giờ. Những bác ở Việt Nam mình rất thích cái khung giờ mà để hẹn nè. Em ví dụ gia đình các bác là 7 giờ sáng ăn cơm nha, khung sáng khung chiều. Bây giờ hiện tại thì nó là đã qua khung chiều còn khung sáng. Em ví dụ 7 giờ. Các bác bấm đúng 7 giờ cho em. Các bác buông ra, các bác bấm nút nấu. Thì sẽ đúng thời gian này có cơm như các bác ăn, chứ thời gian này nấu bỡ 44 phút. Thì qua đây thì 5 6
qua đây thì ba mấy gì đó, tùy theo cái mình chỉnh thôi, không sử dụng nó mình tắt. Thì khi hẹn giờ thì nó sáng đây nè các bác, khi nấu nó sáng đây, khi chín sẽ sáng về đây. Thì mẫu nó hình thức còn đẹp keng luôn nha các bác. Hàng dùng lướt thì giá yêu thương em đang để cho các bác luôn là 2,5 triệu nha, chuyện đủ thêm bao ship, cọc cho em 500 thì các bác trả tiền ship, em bao nguyên nghiên em bảo hành 6 tháng. Thì mặt hàng quay như thế nào thì các bác nhận hàng như thế đó, thì nhận hàng các bác được kiểm tra, được cắm điện 100 và 110V giúp em. Kết thúc video, em hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác là nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, nhớ nút like ủng hộ em. Thì ơn mẫu nồi này các bác chụp màn hình gửi qua bên Zalo cho em, mình nhắn tin gọi điện không tốn tiền nha. Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video.